Để phục vụ một cách tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp, thời gian qua, tỉnh Long An đã quan tâm đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng dịch vụ công nghệ thông tin. Theo đó, Cổng Dịch vụ Công trực tuyến của tỉnh đã cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, 161 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và hơn 1.400 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đồng thời triển khai kết nối 110 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia tính đến giữa tháng 10/2021 có hơn 77.000 hồ sơ nộp trực tuyến thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tăng hơn hai lần so với năm 2020 các trung tâm hành chính công phối hợp với bưu điện tỉnh tích cực hỗ trợ người dân doanh nghiệp nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công kết hợp với tiếp nhận dịch trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích nhất là trong thời gian giãn cách xã hội phòng chống dịch covid-19 Ngoài ra, tỉnh cũng triển khai thực hiện dự án xây dựng hạ tầng, nền tảng dịch vụ đô thị thông minh của tỉnh giai đoạn 1 để từng bước triển khai các dịch vụ đô thị thông minh thiết yếu phục vụ người dân. Mới đây, tỉnh cũng phối hợp Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch COVID-19 quốc gia triển khai các giải pháp công nghệ tại tỉnh như nền tảng quản lý tiêm chủng, nền tảng hỗ trợ xét nghiệm và trả kết quả, nền tảng khai báo y tế, tạo quét mã QR.